Hello bà con cô bác, anh chị em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với QN. Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một cái chủ đề rất là thú vị. Trước khi vào vấn đề chính thì mình sẽ chia sẻ cái lời nói của thằng bạn mình cái nhà các bạn. Nó nói vậy nè: mỗi lần mà tao nhìn thấy con vợ của tao nó lên mây á là tao sướng, tao phê lắm luôn á mày. Cảm giác giống như là khi tao được leo lên đỉnh núi vậy đó. QN nói đùa, vậy mày có biết vì sao hay là không? Hay là mày có biết là thật sự là người ta có đang lên thiệt hay là không vậy mày? Biểu hiện lên mây về gió nó như thế nào mày có biết không? Vậy thì các bạn ơi, vì sao đàn ông lại thích nhìn phụ nữ đạt được cái cảm giác thăng hoa khi mà ân ái với các bạn? Và biểu hiện nào của đàn bà làm cho đàn ông nhìn thôi mà đã phê rồi bà con? Các bạn có biết không? Không biết. Để VN nói cho nghe. Nếu mà các bạn đã từng tự hỏi về tâm lý của nam giới trong cái việc đó là quan sát phụ nữ đạt đến cái khoảnh khắc tuyệt vời trong cái niềm vui ân ái, thì hãy cùng mình tìm hiểu và khám phá những cái lý do đằng sau những cái điều này nha. Chúng ta sẽ đi sâu vào tâm trí của đàn ông và khám phá những cái yếu tố vật chất và tinh thần mà khiến họ thích nhìn phụ nữ và biểu hiện nào của phụ nữ mà đàn ông nhìn thôi cũng thấy phê đó nha. Nghe hấp dẫn không? Các bạn thân mến, đàn ông thích nhìn phụ nữ lên cái đỉnh hạnh phúc khi ân ái không chỉ vì một số lý do vật chất đâu, mà còn vì những cái yếu tố tinh thần và cảm xúc nữa. Thứ nhất nha, nhìn người phụ nữ của mình thăng hoa là một cái biểu hiện của sự thỏa mãn. Tự nhiên nam giới luôn có một cái khát khao ở trong người trong cái việc đó là đem lại hạnh phúc cho đối tác của mình. Khi mà nhìn thấy phụ nữ thăng hoa, đàn ông có thể thấy mình đã làm việc rất là tốt và đã rất là thỏa mãn được cái nhu cầu ân ái của cả hai bên. Điều này á mang lại cho anh em một cái cảm giác đó là tự tin và hài lòng về bản thân của mình. Đúng không? Không đúng chửi tôi đi. Thứ hai đó là nhìn phụ nữ lên mây là một cái biểu hiện của sự yêu thương và sự quan tâm. Khi mà nam giới nhìn thấy đối tác của mình đạt đến cái sự khoái lạc của ân ái á, thì họ thấy mình đã thể hiện cái sự quan tâm và tình yêu của mình đối với phụ nữ. Sự phản ứng và cái sự hài lòng của phụ nữ cũng là một cái cách để mà đàn ông biết rằng họ đã làm điều đúng đắn và đáp lại cái tình cảm mà phụ nữ dành cho họ. Thứ ba, đó là nhìn phụ nữ thăng hoa cũng là một cái cách để mà đàn ông khám phá và hiểu thêm về cái cơ thể và cái cảm xúc của phụ nữ. Điều này nha, giúp các bạn nhận ra những cái điểm nhạy cảm và những cái điểm kích thích của phụ nữ và từ đó cải thiện cái kỹ năng chăn gối của anh em đó. Việc hiểu được và đáp ứng được cái nhu cầu của phụ nữ trong cái chuyện ân ái á, là một cái yếu tố rất là quan trọng để tạo ra cái sự hài lòng và cái sự gắn kết trong cái mối quan hệ. Thứ tư nè, đó là khi mà anh em nhìn phụ nữ lên mây cũng mang lại cho anh em một cái cảm xúc rất là tuyệt vời về cái sự thăng hoa và cái sự mạnh mẽ. Khi mà nhìn thấy cái người phụ nữ của mình đạt đến cao trào của khoái cảm, đàn ông cảm nhận được cái sự mạnh mẽ và cái khả năng của mình trong cái việc mang lại niềm vui cho người khác. Điều này á làm tăng cái sự tự tin và tự hào của anh em trong cái khả năng đó là làm hài lòng và đáp ứng cái nhu cầu chăn gối của phái nữ. Cuối cùng là gì? Là cái việc nhìn phụ nữ thăng hoa tạo ra một cái sự kết nối rất là sâu sắc giữa hai người. Trong cái khoảnh khắc đạt đến cao trào của cảm xúc đó, các bạn cảm nhận được một cái sự gắn kết tình cảm rất là mạnh mẽ và cái sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhau. Đây là một cái thời điểm mà cả hai người cảm thấy đó là gần gũi, cảm thấy là tin tưởng lẫn nhau hơn, tạo ra một cái sự gắn kết tình yêu và cái sự thăng hoa trong ân ái. Thì tóm lại, cái việc mà người đàn ông thích nhìn cái người phụ nữ thăng hoa không chỉ là một cái vấn đề ân ái mà còn là một cái biểu hiện của tình yêu, quan tâm và cái sự gắn kết tình cảm giữa hai người. Đó là một cái trạng thái rất là tuyệt vời mà cả hai anh chị cùng chia sẻ và tạo ra một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ. Và có một số dấu hiệu và biểu hiện cụ thể mà nam giới có thể nhận ra để biết rằng á, cái người phụ nữ của mình đã đạt được cái khoảnh khắc cao trào của cái việc ân ái. Thì Quyên sẽ chia sẻ một cái số dấu hiệu chi tiết mà các bạn có thể chú ý. Thứ nhất á, đó là biểu hiện của thể xác. Phụ nữ thường có những cái biểu hiện thể xác rất là rõ ràng khi mà đạt được cái khoảnh khắc cao trào. Điều này có thể bao gồm cái cơ thể rung lên, co bóp cơ,
hoặc là những cái âm thanh và những cái cử chỉ thể hiện cái sự phấn khích và cái sự thỏa mãn. Thứ hai á, đó là thay đổi hô hấp. Khi mà đạt đến những cái khoảnh khắc thăng hoa cao trào thì phụ nữ thường có thể thở nhanh hơn, hơi thở trở nên nhanh và nặng hơn chút xíu. Hô hấp nhanh và sâu là một cái dấu hiệu cho thấy đó là phụ nữ đang trải qua cái khoảnh khắc cao điểm trong cái việc ân ái. Thứ ba đó là thay đổi cơ thể. Khi mà phụ nữ đạt đến cái khoảnh khắc cao trào, có thể có những cái thay đổi về cơ thể giống như là cơ bắp căng cứng, da nổi da gà hoặc là khuôn mặt đỏ hồng. Đây là những cái biểu hiện rất là rõ ràng của cơ thể phản ứng với những cái khoái cảm chăn gối. Thứ tư đó là biểu hiện âm thanh. Phụ nữ có thể phát ra những cái âm thanh và những cái tiếng kêu khi mà đạt đến cái khoảnh khắc của đỉnh điểm. Thì điều này có thể là những cái tiếng rên, những cái tiếng kêu và thậm chí đó là những cái từ ngữ thể hiện cái sự phấn khích và sự thỏa mãn trong ân ái. Âm thanh này có thể là một cái dấu hiệu rất là rõ ràng cho thấy phụ nữ đang trải qua cái khoảnh khắc cao điểm. Thứ năm đó là thay đổi cái cảm xúc. Khi mà phụ nữ đạt đến cái khoảnh khắc thăng hoa, cái cảm xúc của họ thường trở nên rất là mạnh mẽ và tích cực. Họ có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là thoải mái và thỏa mãn. Ngoài ra thì cái cảm xúc của họ có thể bao gồm cái sự giải phóng thăng hoa và cái sự gắn kết tình cảm với anh em. Thứ sáu đó là thay đổi những cái hành vi. Khi mà đạt đến cái khoảnh khắc thăng hoa thì phụ nữ có thể có những cái thay đổi trong cái hành vi và phản ứng. Điều này có thể bao gồm cái việc đó là co bóp cơ, giật mình hoặc là đó là những cái hành động tự nhiên như là cười, có người thì lại khóc các bạn, hoặc là ôm chặt đối tác, thường thường là ôm chặt. Vậy là chúng ta đã khám phá và tìm hiểu dấu hiệu và những cái biểu hiện để nhận biết khi mà phụ nữ thăng hoa, cũng như đó là vì sao đàn ông thích nhìn phụ nữ khi mà họ đạt đỉnh cao trào của ân ái, cùng với những cái dấu hiệu thể xác, thay đổi hô hấp, cơ thể, âm thanh, cảm xúc và cái hành vi đều là những cái tín hiệu rất là rõ ràng cho thấy phụ nữ đang trải qua cái khoảnh khắc tuyệt vời trong ân ái. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhớ rằng mỗi người phụ nữ có thể trải qua những cái trải nghiệm và biểu hiện riêng. Quan trọng nhất đó là phải tạo ra một cái môi trường ân ái thật là thoải mái, an toàn và tôn trọng, nơi mà cả hai anh chị có thể cởi mở và chia sẻ những cái mong muốn, những cái cảm xúc của mình. Hy vọng rằng thông qua cái việc tìm hiểu này thì các anh em đã có thêm những cái kiến thức và hiểu biết về ân ái và tình yêu. Hãy luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của cả hai lên hàng đầu và xây dựng một mối quan hệ ân ái và tình cảm lành mạnh và hạnh phúc nha các bạn. Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn nút thích và chia sẻ để chia sẻ kiến thức này với mọi người nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Quyên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Quyên nha các bạn.